retinol xịn nè, serum ngon nè, kem chống nắng ổn định chỉ số nè, kem dưỡng kết cấu đu đỉnh nè, những thứ mà các bạn cần thiết, cần lắm phải pick up trong mùa hè nóng nực rực lửa đã và đang tới trong năm nay. Và Vi tự tin dám ho với mọi người là cái video clip này chỉ có 4 sản phẩm thôi, nhưng 4 cái sản phẩm trong video clip ngày hôm nay thì đều là những cái sản phẩm thật sự chất lượng. Ủa alo alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Thì đây là một cái video clip mà Vi muốn recommend cho các bạn những thứ mà các bạn cần thiết, cần lắm phải pick up trong mùa hè nóng nực rực lửa đã và đang tới trong năm nay. Và Vi tự tin dám ho với mọi người là cái video clip này chỉ có 4 sản phẩm thôi, nhưng 4 cái sản phẩm trong video clip ngày hôm nay thì đều là những cái sản phẩm thật sự chất lượng. Và các bạn sẽ không phải đắn đo là mình sẽ tìm cái gì, mình sẽ sử dụng cái gì trong mùa hè năm nay để da mình nó cải thiện. Ok, thì bật bí cho mọi người tí xíu là 4 cái sản phẩm mà Vi recommend trong mùa hè năm nay. Đầu tiên là kem dưỡng nè, thứ hai là serum, thứ ba là kem chống nắng, và cuối cùng là một cái loại retinol xịn. Nghe tới đây hơi bị thơm ngon bổ dưỡng đúng không? Trước khi mà vào sản phẩm đầu tiên thì nếu ai chưa subscribe channel của Vi thì nhớ là bấm vào cái nút đỏ đỏ bên dưới. Còn bây giờ thì get go với sản phẩm đầu tiên nè mọi người ơi. Mùa hè năm nay thì Vi sẽ recommend cho các bạn một cái sản phẩm retinol mà chưa bao giờ xuất hiện trên channel của Vi, và thời gian qua Vi cũng đã từng review và Vi cũng đã từng xem review của các beauty blogger về sản phẩm retinol này. Và sau một cái khoảng thời gian trải nghiệm thì Vi quyết định là Vi sẽ on air em này cho mọi người. Đó là retinol của Vidam Beauty, phiên bản retinol Age Defying Treatment Moisturizer. Vidam là một thương hiệu của Mỹ, và cái em Vidam Beauty này thì nó cũng khá là đắt đỏ, ngang ngửa với lại ZO, cùng với dung tích ZO là 50ml. Có thể nói thì Vidam là một trong những cái sản phẩm retinol mà Vi cảm nhận được là cải thiện tông da, làm sáng da, gọi là tốc độ ánh sáng mặt trời luôn, rất là nhanh, mà trước giờ Vi đã từng sử dụng. Khi mà bắt đầu Vi pick up cái em Vidam retinol này thì Vi cũng hết hồn, tại vì cái hộp của cái em Vidam retinol này nó rất là hoành tráng. Những cái sản phẩm retinol trước đây dù cho cái đắt đỏ như chẳng hạn như là ZO Vi sử dụng đi thì nó cũng chỉ đựng trong một cái box giấy bình thường thôi, nhưng mà cái em này giống như là đựng trong một cái hộp quà, mà giống như là một cái giải thưởng vinh danh cái sản phẩm này luôn mọi người. Trong retinol của Vidam thì không những có thành phần retinol không, mà bên cạnh đó còn có 10% glycolic acid nè, azelaic acid, tetrahexyldecyl, ascorbate là một dạng vitamin C. Thì những cái thành phần này khi mà đi chung với nhau á, nó sẽ boost được cái công dụng là cải thiện được sắc tố trên da của các bạn luôn. Và cải thiện không phải là một cách bình thường, mà cải thiện một cách cực kỳ nhanh. Chính xác là khi mà Vi sử dụng em này á, Vi cảm nhận được là cái da của mình nó trắng chứ không phải là sáng bình thường nữa mọi người. Thâm mụn trên da cải thiện phải nói là cực kỳ rõ rệt. Cái cảm giác khi mà Vi sử dụng cái Vidam retinol này giống như là cái cảm giác mà Vi sử dụng retinol của ZO. Tuy nhiên thì cái ZO nó sẽ hơi bạo lực trên da một tí xíu. Còn cái em Vidam này nó sẽ hạn chế được những cái tình trạng kích ứng, nó không có quá mạnh, nó không có gây bong chóc và nó gây đỏ giống như cái ZO trong những lần đầu tiên sử dụng đâu. Ngoài những cái thành phần treatment làm sáng ra thì nó còn có chứa những cái thành phần cách ẩm, cam lại những cái thành phần mà đặc trị trong cái retinol này, chẳng hạn như là butyllylicol, glycerin, vitamin E, chiết xuất lô hội, rồi còn có chiết xuất trà xanh, kháng viêm, chống oxy hóa. Ban nãy Vi có nói là trước khi Vi sử dụng em này thì Vi cũng có tham khảo một số review, thì Vi thấy là một số bạn cũng nói là khi mà mình sử dụng cái retinol Vidam này á thì các bạn không có bị cái cảm giác kích ứng, và nó là một cái dạng retinol rất là nhẹ nhàng trên da nhưng mà vẫn phát huy hiệu quả. Thì ok, khi mà Vi nghe như vậy thì ban đầu Vi cũng sử dụng buổi tối trên da thì đúng là nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm nó không hề gây kích ứng, nhưng mà vẫn làm tốt cái nhiệm vụ làm sáng da và làm da mình căng bóng rất là thích nha mọi người. Thật sự là nó cải thiện rất là nhanh chỉ trong vài lần sử dụng thôi. Retinol Vidam này so với lại retinol của Obagi thì nó hiệu quả hơn nhiều, nó không có bị lờn giống như là Obagi. Cái retinol của Obagi á, mình sử dụng á thì mình không có thể nào mình sử dụng duy trì được mọi người, thật sự. Tại vì ban đầu thì mình sử dụng rất là ok, nhưng mà sau một cái khoảng thời gian á thì nó không có còn cái công dụng là căng bóng da, không có làm điều tiết cái tuyến bã nhờn của mình nè. Rồi mình lúc đó mình phải level up lên cái tretinoin thì nó mới đạt hiệu quả. Còn cái em Vidam Beauty này thì nó có khả năng là duy trì, mình có thể duy trì hàng ngày, sử dụng hàng ngày
giống như là một dạng dưỡng luôn chứ không cần phải sử dụng tretinoin, nhưng mà nó vẫn phát huy hiệu quả. Đến bây giờ sử dụng chắc là cũng mấy tháng rồi thì nó không hề bị lờn. Và khi mà mình sử dụng Vederm Retinol buổi tối mỗi ngày như vậy thì mình không có thấy được cái sự kích ứng trong cái sản phẩm này. Khi mà Vider sử dụng buổi tối rất là ngon cơm thì một ngày kia Vi nhìn trên cái bao bì của cái em Retinol Vederm này thì Vi thấy được cái dòng chữ là có thể sử dụng được cho ban ngày và ban đêm luôn. Nên là ok, lúc đó mình nghĩ là nó không có kích ứng như vậy thì mình có thể sử dụng được cho ban ngày luôn. Lúc đó mình chơi lên mặt luôn ban ngày. Và cái kết quả là mọi người biết không, chỉ trong 1 đến 2 lần sử dụng thôi thì cái da mặt mình nó chịu không nổi mọi người. Cái tần suất là 2 lần một ngày như vậy, nó chịu không hề nổi luôn. Và nó đã có cái hiện tượng là đỏ da và kích ứng. Đây mình sẽ để cái hình cho mọi người, và nó đỏ rừng hết cái da thôi. Mình sợ quá, mình xuống lại một lần buổi tối thôi. Đối với cái em retinol của Vederm này là một dạng tinh chất, và nó kiểu như là nó khá là lỏng trên da, giống như là một cái dạng serum nha mọi người. Khi mọi người apply trên da thì nó thấm vào da cũng khá là vừa phải, và bên cạnh đó thì nó còn để lại một cái độ ẩm trên da của mọi người luôn. Chính vì vậy khi mà mọi người sử dụng cái Vederm Retinol này á, mọi người có thể sử dụng cả sau cái bước sửa mặt hoặc là toner, rồi sau đó mọi người sử dụng cái Retinol Vederm này rồi mọi người đi ngủ thôi. Mọi người không cần phải sử dụng thêm kem dưỡng hoặc là không cần phải sử dụng thêm serum gì nữa đối với da dầu nha. Còn đối với những làn da khô, mình sợ là nó khô quá, mình sợ là da mình nó bong chóc, nó không có đủ đôi về dưỡng ẩm, thì các bạn có thể sử dụng thêm kem dưỡng sau đó. Đối với công dụng trị mụn thì Vederm Retinol này vẫn có khả năng là làm giảm viêm và khô còi mụn. Tuy nhiên thì Vi vẫn nhìn nhận được cái hiệu quả rõ ràng nhất là cải thiện được tông da, làm sáng da và giúp da căng bóng, không để lại cái hiện tượng kích ứng quá nhiều trên da, là một cái điểm sáng rất là nổi bật trong cái em Retinol Vederm này. Quan trọng là không những trong Retinol của Vederm không chứa cái thành phần cồn, hương liệu, paraben, mà trong em này còn hạn chế những cái thành phần chiết xuất từ những cái tinh dầu thực vật. Nó không giống như là ZO. Đôi khi da của một số bạn bị kích ứng với những cái tinh dầu thực vật đó, ví dụ như những cái oil quá nhiều, những ví dụ như lavender oil này kia trong cái Retinol ZO quá nhiều thì cũng gây nên tình trạng là bí bách da và kích ứng trên da là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với cái em Vederm Retinol này thì sẽ hạn chế được những cái thành phần đó rất là nhiều, và đồng nghĩa với cái việc là những bạn mà da hơi khó chịu, da hơi kén với những cái thành phần chiết xuất oil đó thì cũng sẽ không gặp tình trạng kích ứng. Nói chung là cái Retinol Vederm này là một cái retinol chất lượng, mình có thể lựa chọn và đi được đường dài. Nó không có quá mạnh bạo như là ZO, ngược lại thì nó cũng không có quá bị lờn sau một cái khoảng thời gian sử dụng giống như là Obagi. Mình không cần phải level up treatment lên cái retinoic acid ấy. Đối với cái Vederm Retinol này đang có chương trình sale thì mình sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả, cũng như là ghim lên phần comment, mọi người có thể xuống dưới mọi người tham khảo ha. Vi nghĩ là nếu mà ai đang là fan của các loại retinol thì không thể nào bỏ qua cái retinol của Vederm này đâu. Tiếp theo là một loại dưỡng ẩm cực kỳ phù hợp với mùa hè năm nay, đến từ thương hiệu CeraVe với phiên bản Facial Moisturizing Lotion Ultra Lightweight, với thành phần chính là 3 loại ceramide cùng với niacinamide và hyaluronic acid. Và 3 loại ceramide đó là ceramide NB, ceramide AB và ceramide EOP. Về 3 loại ceramide này, công dụng chính là nó sẽ đánh vào cái vấn đề là hỗ trợ hàng rào trên da của mọi người, giảm được những cái hiện tượng kích ứng, dưỡng ẩm trong da của mọi người và giúp cho cái hàng rào bảo vệ da của mọi người thêm vững chắc hơn. Còn về cái niacinamide thì mọi người quá quen thuộc rồi, sẽ đánh vào vấn đề là kháng viêm và giảm được cái sự tiết dầu trong da, rồi hỗ trợ cải thiện được cái tông da. Còn cái HA là cái thành phần cấp nước quá quen thuộc trong những cái sản phẩm skincare rồi đúng không? Tuy là có niacinamide như vậy nhưng mà cái công dụng lớn nhất khi mà Vi sử dụng cái em CeraVe kem dưỡng này vẫn là cái công dụng giúp cho cái da của mình nó dễ chịu lại, giảm được những cái hiện tượng tổn thương, giảm được những cái sự kích ứng trong da. Điểm Vi thích đầu tiên trong cái em CeraVe Facial Moisturizing Lotion này á là cái kết cấu của nó là một cái kết cấu dạng gel, và khi sử dụng lên da thì cực kỳ nhẹ tán ra, nó rất là nhẹ nhàng trên da luôn mọi người, và hầu như là từ từ nó sẽ thấm vào da, nó không hề để lại cái hiện tượng là bí bách da, gây bít tắc lỗ chân lông gì hết. Thứ hai là thành phần trong em này cực kỳ lành tính, không chứa dầu khoáng, không chứa hương liệu, không chứa paraben và không chứa cồn khô. Thứ ba là như Vi nói là nếu mà
các bạn cần một cái loại sản phẩm dưỡng ẩm mỏng nhẹ phù hợp cho da dầu, cấp nước làm giảm được những cái hiện tượng kích ứng, giảm viêm trên da, thì CeraVe Facial Moisturizing Lotion là một cái option rất là hợp lý trong mùa hè này, làm đúng cái nhiệm vụ đó thôi. Chứ mà nói là trong em này đúng là có niacinamide thiệt, nhưng mà Vi không có cảm nhận được cái sự sáng da. Nếu mọi người muốn cảm nhận rõ ràng hơn thì mọi người buộc phải sử dụng thêm những cái thành phần treatment khác, tại vì niacinamide trong em này cũng không claim nồng độ là bao nhiêu, cũng như là sau một cái khoảng thời gian trải nghiệm thì Vi cũng không thấy quá rõ về cái hiệu quả làm sáng da khi mà Vi sử dụng em này một mình. Và cái đặc điểm cuối cùng là được cái em này cực kỳ bình dân, giá dưới 450.000 mà dung tích rất là nhiều, 89ml nha mọi người. Có một loại CeraVe nữa, nhưng mà đó là CeraVe loại Moisturizing Cream, thì đó là dành cho da khô, thì cái kết cấu nó hơi dày một tí xíu. Thì cái em này thì cũng không có điểm trừ gì ngoài cái việc là nó không có cái nắp để đậy lại mọi người. Đó, khi mọi người biết cấp cái sản phẩm này new á thì nó chỉ có như vậy, và nó có box giấy bên ngoài thôi. Mọi người sử dụng là mọi người chỉ cần bóp ra như vậy, và đó, rồi xong rồi để im. Nó cũng không có cái đồ chụp lại để cho nó tránh được cái sự thoát khí ra. Ok, thì đối với cái em này thì chỉ bị một cái điểm trừ đó thôi, còn lại mọi thứ rất là ok. Lành tính, kết cấu đẹp và phát huy được cái công dụng trong vấn đề là cấp ẩm, giảm kích ứng, giảm viêm trên da. Bên cạnh kem dưỡng thì chắc chắn là mùa hè không thể nào thiếu được những cái chiếc serum mỏng nhẹ. Video clip trong cái chủ đề mùa hè năm nay thì Vi sẽ recommend cho các bạn một cái loại serum mà Vi đã sử dụng đến chai thứ hai rồi, khá là ổn và phù hợp cho thời tiết mùa hè. Serum Vagic, một brand dược mỹ phẩm thuần chay của Hàn Quốc. Lý do Vi thích em serum này là bởi vì brand đã sử dụng công nghệ khoa học để chiết xuất các tinh chất và thành phần từ thực vật. Em serum Vagic này thì có 3 loại. Đầu tiên là cái loại ginseng này sẽ có cái công dụng là chống oxy hóa cho da, cái chai màu nâu này mọi người. Thứ hai là cái chai màu xanh celery, chiết xuất 79% từ gừng tây, sẽ có công dụng là làm dịu và phục hồi da. Nhưng cái làm Vi ấn tượng nhất là cái serum Vagic chiết xuất 79% từ dứa và 5% niacinamide, phiên bản Super Whitening Serum này. Tại sao Vi lại ấn tượng với cái bài dứa này của Vagic? Tại vì mọi người biết không, trước giờ thì Vi thấy dứa chỉ ứng dụng trong cái việc ăn uống trái cây thôi, chứ ít khi nào Vi thấy là ứng dụng trong những cái sản phẩm skincare. Mặc dù là Vi biết trong dứa cũng có một cái hàm lượng vitamin C cũng khá là dồi dào. Cho các bạn chưa biết thì 100g dứa chứa tận 80% lượng vitamin C. Thứ hai nữa là bởi vì dứa là một cái loại trái cây nhiệt đới mà nó gắn liền với lại thời tiết mùa hè, nên là Vi quyết định là Vi sử dụng cái em dứa này đầu tiên trong 3 loại serum của Vagic luôn. Hàm lượng nước dứa ép lạnh trong em serum Vagic Super Whitening Serum này lên đến 79%, kết hợp với lại hai thành phần rất là quốc dân trong vấn đề làm sáng da, 5% niacinamide và 3% tranexamic acid. Thật sự nếu mà cái thành phần dứa này đứng một mình đó mà không có kết hợp với thành phần niacinamide và cái thành phần tranexamic acid thì Vi sẽ không có lựa chọn sử dụng đầu tiên đâu. Nhưng mà khi Vi nhìn lại là em dứa này có kết hợp chung với lại hai cái thành phần mà hầu như mình sử dụng đi sử dụng lại rất là nhiều lần trong cái quá trình skincare từ trước tới giờ của mình là niacinamide và tranexamic acid, nên là Vi đã không đắn đo và Vi sử dụng liền luôn. Sự kết hợp triple 3 thành phần nước dứa ép lạnh cộng với lại niacinamide và tranexamic acid đúng là phát huy công dụng rất là rõ rệt trên da, thâm mụn cải thiện rất là tốt, đặc biệt là những cái đốm mụn mà ví dụ như mụn sưng viêm và sau đó thì nó để lại thâm đỏ. Dùng em này thì ôi Vi không có nghĩ là những cái vết thâm đỏ nó làm dịu xuống, và bên cạnh đó thì nó cải thiện dần dần rất là nhanh luôn. Ngoài những thành phần trên thì trong em này còn có thêm những cái thành phần khác mang lại lợi ích cho da, chẳng hạn như là ceramide NB. Như mọi người biết thì cái thành phần ceramide nãy giờ Vi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong video clip này rồi, làm công dụng chính là giữ ẩm và giúp cho cái hàng rào bảo vệ da của mọi người thêm vững chắc hơn. Rồi glycerin, butylenicol, tocopherol sẽ đánh vào vấn đề là cấp ẩm, chống oxy hóa. Và không chỉ dừng lại ở triple 3 thành phần đó đâu, mà bên cạnh đó thì trong em này còn có một cái thành phần mà trong cái em Vagic của cái serum dứa này còn được add vào để tăng được cái hiệu quả trong cái vấn đề cải thiện tông da hơn nữa. Đó là thành phần ascorbic acid vitamin C. Thì cái thành phần này được đặt để ở giữa bảng thành phần với nhiệm vụ là cải thiện được cái sắc tố melanin, giúp hiệu quả trong cái việc cải thiện tông da hoàn hảo và chất lượng hơn. Kết cấu của em serum dứa này là ở một cái dạng kết cấu khá là quẹo luôn mọi người, không mùi, không gây chấm chích. Khi mà apply lên da thì tạo được một cái hiệu ứng căng bóng và dần dần thì cái tinh chất trong cái em dứa này sẽ thấm hết vào da.
và sau khi thấm hết vào da thì mới đã là để là một cái độ đàn hồi gần như là đu đỉnh luôn. Nói chung thì về cái em về cái phiên bản dứa Super Whitening Serum này, trong mắt Vi từ thành phần, kết cấu đến hiệu quả thì tạm thời là chưa thấy chỗ nào có khuyết điểm mà chê hết. Và thật sự là đối với cái em serum dứa này thì Vi rất là khoái luôn. Sử dụng thì nó rất là hiệu quả. Chắc là sắp tới Vi sẽ kết hợp thêm sử dụng triple hay là serum. Ví dụ như là mọi người có thể sử dụng cái em dứa này chung với lại cái em ginseng chiết xuất từ nhân sâm này để tăng cái hiệu quả vừa sáng da vừa chống oxy hóa, hoặc là kết hợp cái em dứa cùng với cái em cần tây này để tăng cái hiệu quả vừa làm dịu da vừa làm sáng da vừa cấp ẩm chuyên sâu hơn. Và Vi nghĩ là những cái em serum này rất là lành tính và không có để lại hiện tượng kích ứng đâu. Sắp tới thì Vi sẽ thử kết hợp như vậy để xem là cái hiệu quả trong những em này khi mà kết hợp lại trên da của Vi như thế nào. Nãy giờ đã có một cái serum chất lượng, kem dưỡng ngon, rồi retinol melem. Và chắc chắn là dù cho bất cứ mùa nào, mùa hè, mùa đông hay là mùa nào đi nữa thì cũng cần phải sử dụng kem chống nắng. Và đặc biệt là mùa hè nắng gắt gao như thế này thì mình sẽ phải tuyển chọn một cái loại kem chống nắng phù hợp cho cái việc là chống được các loại tia UV gắt gao. Recommend cho mọi người một cái loại kem chống nắng mà Vi nghĩ nó không quá mới, nhưng mà dạo gần đây Vi mới sử dụng của SVR phiên bản Fluxin Secure Invisible Finish. Khi mọi người thấy bất cứ một cái sản phẩm cái sản phẩm skincare, đặc biệt là kem chống nắng mà có chữ Flux á, thì mọi người biết là cái kết cấu bên trong nó sẽ thường là dạng sữa. Khi mà Vi sử dụng cái em SVR Flux này á, thì Vi liên tưởng ngay đến cái dạng mà Shaka của La Roche-Posay á mọi người. Nó cũng là một cái dạng Flux dạng sữa, nhưng mà về cái Shaka La Roche-Posay đó thì nó có chứa cồn khô, nên là trong cái kết cấu của La Roche-Posay Shaka đó nó sẽ có hơi thiên hướng thấm nhanh một tí xíu. Còn cái em SVR này nó sẽ không có chứa cồn khô, nên là cái kết cấu của nó sẽ không có thấm nhanh, giống như là cái thằng Shaka La Roche-Posay, cái dụng có cái giá, cái kia có cồn khô thì đôi khi lên giá nó hơi chăm chích một tí xíu mà là thấm nhanh. Còn cái em SVR này thì nó sẽ không có thấm nhanh, nó sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm, nhưng mà nó sẽ hạn chế được cái tình trạng kích ứng đối với những bạn bị dị ứng với cồn khô. Về thành phần chống nắng của nó sẽ có cái thành phần là Tinuti 150 đánh vào nhiệm vụ là hấp thụ được bức xạ của tia UVB, và một cái thành phần dài thòn lòn ở dưới đây, hơi dài mình sẽ để ở dưới đây. Cái thành phần này nó sẽ hấp thụ tia UVA, và còn có một cái dài thành phần dài thòn lòn nữa, đây để dưới đây luôn. Đây là một cái thành phần chống nắng quang phổ rộng, hấp thụ cả tia UVA và UVB, giúp bảo vệ làn da tối ưu nhất dưới cái tác động của tia tử ngoại. Cái chỉ số chống nắng cho em này là SPF 50+, và có khả năng là bảo vệ tia UVA tốt nè. Bên cạnh đó thì trong em còn có một thành phần nổi bật là niacinamide, nó sẽ đánh vào công dụng là làm dịu kháng viêm trên da. Rồi chiết xuất từ dầu hạt đậu nành, chống oxy hóa, hỗ trợ làm dịu da. Rồi citric acid kết hợp với lại niacinamide thì nó sẽ tăng lên được cái hiệu quả là giảm được cái sự hình thành sắc tố melanin trên da, làm đều ngoài da và cải thiện thâm mụn. Rồi vitamin E cấp ẩm và chống oxy hóa. Về cái kết cấu của em này khi lên da, nó là một dạng flux dạng sữa giống như bạn nãy Vi nói, và khi mà lên da nó sẽ không quá nâng tông, gọi là trắng bệt giống như những loại kem chống nắng vật lý khác. Hầu như là nâng tông rất là nhẹ nhàng mà nó để lại một cái độ glowy, có dưỡng ẩm trên da nhưng mà nó cũng không gọi là quá là rít rác, bích chịch lỗ chân lông trên da. Đối với những làn da dầu, nếu mà mình không có thích cái sự dưỡng ẩm này á, thì mình có thể dặm thêm một cái miếng phấn phủ hoặc phấn nén để làm khô ráo trên da của mình. Còn đối với Vi á, thì những ngày mà Vi sử dụng em này thì trước đó Vi không cần phải sử dụng toner, thậm chí là serum luôn. Sau bước rửa mặt thì Vi sẽ apply em này lên luôn, bởi vì cái kết cấu và thành phần của em này đã có dưỡng ẩm sẵn rồi, nên là không phải mất công tốn thời gian để sử dụng những cái đó. Và nhờ có những thành phần dưỡng ẩm trên da và có một cái độ căng bóng glowy như vậy thì nó không có gây ra cái hiện tượng là vón cục nè, bong chóc khi mà sử dụng mọi người. Trong em này thì không chứa cồn khô, không chứa paraben, còn hương liệu thì đứng ở gần cuối bảng thành phần. Khi mọi người sử dụng thì mọi người sẽ hơi nghe cái mùi đặc trưng của khoáng khoáng SVR một tí xíu. Nói chung là cái em SVR này đối với Vi đánh giá thì nó cũng khá là ổn. Khả năng chống nắng là mình an tâm, và giá cũng dưới 500 ngàn nữa với một cái dung tích là 50ml. Dạ thì đây là một cái option ổn cho mùa hè năm nay. Ok, thì đó, Vi đã recommend cho các bạn nè, retinol xịn nè, serum ngon nè, kem chống nắng ổn định chỉ số nè, rồi gì nữa ta, rồi kem dưỡng kết cấu đu đỉnh nè. Video clip này chỉ có 4 loại thôi, nhưng loại nào cũng chất lượng thật sự ha. Và nếu mà ai đang băn khoăn trong cái việc lựa chọn những cái sản phẩm skincare cho mùa hè năm nay thì các bạn có thể tham khảo để pick up
những cái sản phẩm, bốn cái sản phẩm mà Vi recommend trong video clip này nó rất là đã, sử dụng rất là ngon ngậy trên da của bạn luôn. Hy vọng video clip này sẽ là một video clip bổ ích, toàn bộ thông tin chi tiết cũng như là link backup uy tín những cái sản phẩm mà Vi recommend trong video clip này thì Vi sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả, cũng như là ghim lên bên dưới phần comment, các bạn có thể xuống bên dưới để các bạn check nha. Ok time, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người. Bye.